Đây là một số ví dụ về chứng đau khớp mãn, đau đầu gối, khuỷu tay, đau lưng, chứng viêm khớp nối và các khớp đốt ngón tay do làm công việc đánh máy vi tính nên phải thường xuyên sử dụng bàn phím. Chúng tôi xin giới thiệu sản phẩm tuyệt vời, mới, cực kỳ hữu dụng dành cho các bạn. Đó là Biobeam 940, một hệ thống chữa trị bằng ánh sáng các căn bệnh đau nhức và thấp khớp. Biobeam 940 dựa trên công nghệ chữa trị bằng tia sáng phân tán, an toàn hơn tia sáng tập trung. Tia sáng dùng trong máy Biobeam 940 triệt tiêu và chữa lành được những chứng đau nhức. Phương pháp chữa bệnh bằng nguồn năng lượng của tia sáng đã được đề cập cách đây vài năm. Biobeam 940 là thiết bị chữa bệnh tự nhiên và an toàn. Đây là phương pháp chữa bệnh bằng tia sáng màu đỏ mà không tạo ra nguồn nhiệt nào và không gây ra tác dụng phụ. Biobeam 940 là thiết bị chữa bệnh rất hữu hiệu tại nhà. Sử dụng thiết bị này thật đơn giản, bạn chỉ cần cắm điện vào và bật công tắc, đặt thiết bị lên vùng bị đau trong vài phút, 2 lần trong một ngày, 6 phút ở chế độ CW và 4 đến 6 phút ở chế độ Pulse. Trong thời gian ngắn, bạn sẽ thấy hiệu quả tức thì và sử dụng tiếp tục theo chỉ dẫn trên. Tôi là Gideon Aaron. Cách đây vài năm, tôi đã điều trị nhiều bệnh nhân mắc bệnh khớp. Hầu hết các bệnh nhân đã điều trị bằng Biobeam 940. Họ đã thông báo kết quả và cảm xúc của họ. Cách đây 2 năm, tôi bị đau đầu gối phải rất nặng. Tôi đã không thể làm được gì cả. Tôi bị chứng đau ở phần thắt lưng. Nó bắt đầu xuất hiện ngay sau khi sinh. 3 năm trước, tôi bị đau đầu gối, cổ và lưng. Tôi không thể mang giày được. Tôi bị đau lưng và đi lại rất khó khăn, chỉ muốn ngồi xuống thôi. Tôi đã đi khám bác sĩ y khoa để chữa trị về chứng viêm khớp, nhưng không có kết quả và tôi không làm được gì. Tôi thử tất cả các phương pháp điều trị. Tôi đã sử dụng kể cả các phương pháp điều trị giới thiệu trên băng đĩa. Tôi sử dụng các loại thuốc bắc và thảo dược. Sau vài tháng xuất hiện Biobeam 940, tôi đã điều trị và tất cả mọi thứ đều rất tốt. Biobeam 940 đã cứu cuộc sống của tôi. Tia sáng màu đỏ tập trung lên vùng bị đau, kích hoạt lên các tế bào vùng bị đau để triệt tiêu các tế bào bị viêm nhiễm mà không cần sử dụng loại thuốc nào. Đây là phương pháp chữa bệnh tự nhiên bằng sinh học. Sau 5 ngày sử dụng Biobeam 940, tôi thấy đỡ hẳn lên. Sau 2 tuần sử dụng thì hầu như không còn bị đau nữa. Sau 6 ngày điều trị với Biobeam 940, tôi không còn đau nữa. Tôi đã trở lại với công việc kinh doanh của tôi. Tôi chạy vui đùa và làm việc trở lại. Nó rất có giá trị cho tôi. Tôi đã làm được mọi việc. Thậm chí bây giờ ngồi xuống đứng lên, tôi cũng thấy không có vấn đề gì. Bây giờ khi bị đau là tôi sử dụng Biobeam 940 là không còn thấy đau nữa. Kết quả phát triển nghiên cứu hàng năm và các kết quả khác đã chứng minh việc chữa trị bằng Biobeam 940 đặc biệt hữu hiệu với các chứng đau khớp. Chẳng hạn như đau các khớp gối, đau đầu gối, đau khuỷu tay trong thể thao cùng vợt, đau lưng, các chứng đau kinh niên, chứng viêm các khớp nối và các đốt ngón tay trong quá trình đánh máy vi tính và nhiều hơn nữa. Biobeam là sản phẩm rất thành công ở châu Âu, Mỹ, Nhật Bản và Trung Đông. Biobeam không phải là sản phẩm đắt tiền, dễ sử dụng tại nhà, chữa trị các chứng đau nhức, không gây phản ứng phụ, không tạo ra nguồn nhiệt. Là một chuyên gia, tôi muốn khuyên bảo mọi người nên dùng Biobeam ở độ tuổi 40 bởi vì những kết quả rất tốt của nó mang lại. Tôi có thể nói là tuyệt vời, tôi cũng khuyên như thế. Điều đó có thể tưởng tượng được. Vâng, đó là sự thật. Chào tạm biệt Biobeam 940, nó đã đem lại cuộc sống đích thực cho bạn. Nó làm cho bạn chạy nhảy dễ dàng hơn, thoải mái hơn và không phụ thuộc gì cả. Biobeam 940, nâng cấp để chiến thắng. Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và công nghệ Hùng Hy, nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền tại Việt Nam. Số 56 khu B Nguyễn Văn Lượng, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 0839843646, 0862955996, 0985999929. Chi nhánh 355 Nguyễn Thiện Thuật, phường 1, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 0838304679. Website www.siêuthiyte.com.vn.